Mình tên là Nguyễn Văn Đại, mình đến từ Hải Phòng. Mình năm nay 21 tuổi, vừa rồi thì mình có vào Sài Gòn để thi vào trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật. Nhưng mà do không đạt và mình đang tìm kiếm việc làm để tiếp tục theo học và năm sau mình sẽ thi lại. Dạ em chào ban giám khảo ạ. Dạ em chào em. Dạ em tên Nguyễn Văn Đại ạ. Em đến từ Hải Phòng. Hải Phòng. Oh. Em năm nay em 21 tuổi ạ. Yeah. Ok, giọng em đang nói thì rất là tốt. Chị rất thích điều đó. Và em sẽ hát bài gì? Và hôm nay em hát bài Nếu Điều Đó Xảy Ra. Dạ, yeah, dù có điều gì xảy ra thì cũng được đúng không? Vâng. Rồi, Nếu Điều Đó Xảy Ra bắt đầu. Anh sẽ như bình minh xóa tan lạnh lùng trong băng giá. Oh man. Yêu em mãi như mặt trời à. Không, anh sẽ như bình minh xóa tan lạnh lùng trong băng giá. Như ánh sáng như mặt trời à. Không, anh sẽ như bình minh xóa tan lạnh lùng trong băng giá. Chị phải tặng em một câu rằng là em không cái từ ca sĩ nó không đủ với em. Em là nghệ nhân rồi. Giọng em nói rất tốt, biểu cảm rất tốt, hát rất khỏe, rung rất hay. Nhưng tất cả những cái cộng lại nó không hay. Và chị rất tiếc, chị phải nói nếu điều đó xảy ra là chị sẽ không chọn. Chị xin lỗi em, nhưng mà chị vẫn rất là thích em. Chị Minh. Chị xin lỗi, chị cũng phải đành nói không với em. Em có thể đừng hát bài nữa không? À, không nghĩ là hát một bài như vậy thì cái bài đó nó cũng đầy đủ chỗ tình cảm, chỗ cao trào lên xuống đầy đủ hết rồi á. Thật ra em có một cái có cái gương mặt hát, một cái biểu cảm nó rất là đặc biệt. À, và nó vượt qua khỏi cái giọng hát của em, cho nên là lúc đó người ta sẽ ít cái chú ý giọng hát mà người ta chú ý cái sự cái môi của em nó rung. Cảm ơn em tới đây đã đem tới một cái điều lạ, nhưng mà đây lạ thì chưa chắc nó đã hay. Anh chỉ cần nói với em rất là ngắn gọn thôi, và em nên tin là anh nói thật. Em phải tin là anh nói thật, là em là người hát rất khỏe, rất vang, nhưng mà không hát không hay. Em không đủ để đi theo con đường chuyên nghiệp. Và em phải tin anh cái điều này. Em đừng buồn nha. Đừng buồn. Phải mỗi người đều có một cái khả năng riêng. Em hiểu như anh không? Có thể em có khả năng hát, nhưng mà em sẽ có một cái khả năng đặc biệt nào khác mà em phải tự đi tìm. Cố lên nhá. Đừng mất giờ của mình và còn nhiều người phải đang chờ ở ngoài. Tạm biệt em ở đây. Cảm ơn em. Em cảm ơn ban giám khảo. Cảm ơn em nhá. Cảm ơn em. Làm thất vọng người khác không nhỉ? Mình đã quyết định là thôi dù có khó khăn thế nào thì mình cũng sẽ cố gắng. Vì cái niềm đam mê của mình sẽ làm tất cả vì đó, để hy vọng là sẽ có một ngày mình đạt được nó.